Phần 102. Đoạn này ở Kiên Thọ, Ngọc Lặc vừa hết qua đây là Thọ Xuân, hay Xuân Thọ gì đó. Vừa qua đây thì vẫn ghi cái đoạn cũ. Không, tới có bìa rồi, tới bìa Thọ Xuân rồi. Qua đây là Thọ Xuân, Thanh Hóa hay là Thọ Xuân của gì rồi. Vừa nói kết thúc xong cái xã đó, cái qua cái xã mới. Qua huyện mới luôn, phải cầu lên cái huyện mới. Ở đây là Thọ Xuân, kính chào quý khách. Thọ Xuân không biết có Thanh Hóa hay có tỉnh nào mình cũng không biết nữa. Giờ Đồng Thông Mông Quạnh này mình đâu biết nào, thì cứ lấy cái điểm hồi nãy là Ngọc Lặc thôi. Lấy điểm kết thúc video đầu kia là Ngọc Lặc. Thì cái điểm mới này cũng là từ Ngọc Lặc luôn. Chứ qua đây Đồng Thông Mông Quạnh đâu biết ai, nhiều khi qua tỉnh khác. Nãy là Ngọc Lặc Thanh Hóa, rồi cái xã là xã gì? Huyện, xã Kiên Thọ. Ở Kiên Thọ Ngọc Lặc vậy thôi, tỉnh Thanh Hóa. Còn chạy chút nó qua đây là gì mình không biết. Để Thọ Xuân kính chào khách thì tất nhiên là của huyện Thọ Xuân rồi đó. Nhưng của tỉnh gì mình đâu biết. Kết thúc của phần trước thì nằm ở đằng kia, thì mở đầu cũng ở đằng kia. Cầu cá lóc cái gì, cá lặc gì đây, cá lặc à, cá lặc, cá lặc, cầu cá lặc đường xa dính đường cá, cầu cá lặc trên đường Hồ Chí Minh. Đây, mấy ngày ở tỉnh gì mình không biết đâu. Đây, mấy ngày đi vậy chưa biết. 10 ngày đó. Không, cái này về mình đi thẳng là mình... Luận Văn. Muốn học Luận Văn vô làng đó có Luận Văn. Rồi cái lần điện thoại mát chưa? Nghĩ cái cũng nên này có cái áo nữa, nó nóng dữ lắm. Không, có cái áo chứ đỡ lắm không? Không, nó không giải nhiệt thì không thoát nhiệt. Cầu đường gì quên bà. Cái gió nhôm nó giải nhiệt lẹ lắm. 24 đến 24. Người luôn nóng, đầy mát rồi. Vậy chứ cái M62 này nó không nóng. Bình thường chứ không phải gì. Còn em kia nó nóng dữ lắm. Nghệ An 68 cây nữa. Này cũng còn Thanh Hóa không ơi. Trường Sơn bên tay phải Thanh Hóa bên tay vô khu gì rất nhiều. Khu gì không biết. Dạ lẹo quá. Chưa biết đây, đây là tỉnh nào rồi thôi. Thôn Vũ Lễ. Cái đuôi cuối cùng Thọ Xuân hay Thọ Xuân gì vậy? Thọ Xuân Xuân thôi. Thọ Xuân, Thọ Xuân. Thọ Xuân gì đó. Thọ Xuân có Thọ Xuân. Lâm Sơn, xã Thọ Xuân, Thọ Xuân Thanh Hóa. Thọ Xuân rồi Thọ Xuân Thanh Hóa. Để Thọ Xuân kính chào quý khách rồi, tất nhiên là huyện Thọ Xuân rồi. Kênh cầu kênh Bắc trên đường Hồ Chí Minh, còn Thanh Hóa chưa qua Hà Tĩnh, Nghệ An gì không. Sao mấy cây số vậy là nó tới Nghệ An trước rồi mới Hà Tĩnh. Nghệ An là thành phố Vinh, Hà Tĩnh là thành phố Hà Tĩnh. Hết bán cây đó à? Cố tình đi mua thì không thấy. Mát nó có che che dù có cái chùm chùm có không? Quá mới mang đâu. Bự. Dưa lê. Không. Cái coi có chùm chùm nữa không? Dưa lê, dưa lưới nếu mình có. Phú Bằng. Đâu, đi nữa.
không Thọ Xuân bên trái, có sân bay Thọ Xuân Thanh Hóa đó chứ. Ừ, có sân bay được rồi. Có sân bay thì ai ai về Thanh Hóa là có sân bay đó chứ ha. Ừ, có sân bay. Bên này vô. Ừ, cảng hàng không. Nhưng mà đôi khi nó mà nó chả xài quân dụng không. Đấy. Thì tính Thanh Hóa không có sân bay thì có gì được rồi. Để Quế Đà Nẵng không để Phú Châu ở đâu? Hà Tĩnh 207 cây số. Thanh Hóa để trái. Nghệ An gần hơn vậy mình đi Nghệ An trước mới đi Hà Tĩnh. Giờ mình đi ngang Thanh Hóa mình đâu quậy quá chị. Hết Thanh Hóa tới Hà Tĩnh liền. Ta đi rìa bên đây mà. Đi qua bìa. Đi cái bìa. Bìa của Thanh Hóa. Trên đường núi á. Ui thấy bánh nó ớn quá. Bánh sáng bánh giò bánh gai. Gì cũng ăn, ăn lần dẹp luôn nghỉ. Đặc sản của vùng này là cái đó. Bà này bán gì đấy? Nước chè đó. Nước chè, có cái ấm Bình Thủy. Lẩu chó nữa không? Thịt chó, lẩu chó. Lẩu chó, thịt chó Quảng Giao. Bún chó rồi bún mèo, thịt chó, thịt mèo, lẩu chó, thịt mặt, thịt chó được. Nghệ An đi thẳng. Thanh Hóa, Thanh Hóa, quá rẻ trái. Hai cây số mình không có nhu cầu. Vô Sầm Sơn á. Bữa tối mình ngủ ở thành phố Thanh Hóa chứ đâu. Sầm Sơn nó không có chỗ ngủ. Đi đây nè, mình vô nè. Ừ. Dùng đi về. Bốn hai cây số sát bên. Mình đi đường thành phố, mình về mình về đường bìa. Sầm Sơn nó không có chỗ ngủ. Đường Hồ Chí Minh vậy. Đường Hồ Chí Minh. Bữa có điền đoạn ngay chỗ Quảng Bình đó. Rừng không? Đoạn này có nối vô đó hay không mình đâu có biết. Không có thì ra đường quốc lộ 1 chạy. Đi chưa đi bao giờ luôn. Đường này dẫn vô thành phố Vinh là quốc lộ 1 á. Bị đầu trên là đường nó không có đường đi. Bún cá rô. Dòm trên bản đồ nó không có đường đi. Nó đi đường tỉnh, nó eo eo ra biên giới, đi nguy hiểm, không đi. Đi giờ ra trở lại quốc lộ 1. Đi ra chỗ mua đá Đò Lèn. Đi đường đó ghê lắm. Đi đường rừng rồi đi đường rừng ám ảnh luôn. Không có ra đó. Đường tỉnh. Quốc lộ rồi nó dẫn ra hoài. Rồi xong nó dẫn vô Quảng Bình á, bữa điên đoạn á. Đi đường núi tôi ớt nữa. Để bắt đầu mới chạy suốt về Công Tâm. Giờ cũng không có đường núi nữa đâu, nó còn nè, vậy anh núi nè. Qua nó chơi cái chỗ này là tối nó tụi hả. Bún, phở, bò, à cái này. Nghĩ nè. Công Nam mà gần gần, mấy gần gần nha mà nè. Đi qua đây đoạn cái này nó vô tới miền Trung. Con anh kêu ghế Hà Nội ăn bún chả. Không. Ô mama. Bún chữ. Ừ, bún chữ. Cục y như trong đây thôi chứ gọi đâu. Có gì cho dẫn con đi cho ăn. Chứ giờ mình đi kiếm hành. Về khô thuốc lào. Về là trà. Ủa gì vậy? Bớt sát nữa. Bớt sát vô. Đẹp rồi. Vô phải vô lại. Thường sưng đi thẳng.
có xe khách nó chạy đó. Nhưng mà lâu lâu không chiếm, nó không đông bằng cái chỗ đoạn Quảng Bình. Quảng Bình đường vắng với xe khách nhiều. Ủa cái cổ không đâu à, phải không? Không, dùng sao ấy hả? Thì xong rồi lấy lên, quên. Giao thường sinh chưa rồi. Xã Luận Thành, Luận Thành gấp gì. Ô chạy nhanh thì chạy sẽ đứt nó. Sợ nó lết lết thôi. xe đừng kẹt, đậu làm tí, con.
trở đi. Thường Xuân hả? Nãy Thọ Xuân. Đây Thường Xuân. Lựng Thành. Thường Xuân. Và mình xin kết thúc video ở Lựng Thành. Thường huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, các bạn, trên đường Hồ Chí Minh.